Kính mời quý vị theo dõi trận bóng chuyền nam trung học cơ sở giữa đội trường tiểu học trung học cơ sở Mỹ Lộc với đội trường tiểu học trung học cơ sở Thái Thành. Trước màn hình nhỏ của các bạn, đội trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thái Thành mặc áo trắng quần tổng hợp. Còn bên tay trái màn hình của các bạn, xa kia là đội trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mỹ Lộc, áo tổng hợp và quần tổng hợp. Bây giờ hai đội đang thì khởi động. Trận đấu bắt đầu. Huấn luyện viên của hai đội đang lên dây cót cho các cầu thủ của hai đội. Trận đấu bắt đầu, đội Mỹ Lộc phá bóng trước. Điểm Thái Thành 1-0. Đập bóng tốt, bóng trong sân. 1-1. Trường Mỹ Lộc phát bóng. Bước 1 tốt. Bỏ nhỏ thông minh, điểm Thái Thành 2-1. Bước 2 bị hỏng, điểm Thái Thành 3-1. Đập bóng tốt, điểm Thái Thành 4-1. Đập bóng tốt, điểm Thái Thành 5-1. Đập bóng tốt, điểm Thái Thành 6-1. Đập bóng ra ngoài, điểm Thái Thành, xin lỗi, điểm Mỹ Lộc 2-6. Chắn bóng tốt, điểm Thái Thành
72. Chắn bóng tốt, điểm thể thành 82. Đánh bóng ra ngoài, điểm thể thành 92. Chắn bóng hỏng, điểm Mỹ Lộc 39. Đập bóng tốt, điểm Thái Thành 13. Chuyền 2 đã bị mắc lỗi, điểm Thái Thành 11-3. Đập bóng chưa qua lưới, điểm Mỹ Lộc 4-12. Xin lỗi, 4-11. Đánh bóng ra ngoài, điểm đã thành 12-4. Đánh bóng ra ngoài, điểm Thái Thành 13-4. Điểm Mỹ Lộc 4-13. Đập bóng chưa qua lưới, điểm Mỹ Lộc 6-13. Bước một tốt. Quả bóng rất là may mắn, điểm Mỹ Lộc 73. Bò nhỏ rất hay, điểm Mỹ Lộc 8-13. Bước một tốt. Đánh bóng chưa qua lưới, điểm Thái Mỹ Lộc 9-13. Bóng chưa qua lưới, điểm Thái Thành 14-9. Thank you.
nhau. Như vậy là chuyến 2 đã bị mắc lỗi. Điểm Mỹ Lộc 10-14. Bước 1 tốt. Pha bỏ bóng rất là mạnh cho nên là đội Mỹ Lộc không thể đỡ được, đã dùng chân và đưa bóng ra ngoài. Điểm Thái Thành 15-9. Đập bóng tốt. Điểm Mỹ Lộc 11-15. Hai đội xin hội ý. Đội đã quay lại sân. Mỹ Lộc phát bóng. Đánh bóng chưa qua lưới. Điểm Mỹ Lộc 12-15. Bóng chưa qua lưới. Điểm Thái Thành 16-12. Đập bóng tốt. Điểm Thái Thành 17-12. Đỡ bóng ra ngoài. Điểm Mỹ Lộc 13-17. Đập bóng tốt. Điểm Thái Thành 18-13. Điểm Thái Thành, bóng ngoài sân. Điểm Thái Thành 19-13. Thank you.
Trận đấu bị tạm dừng ít phút do lỗi kỹ thuật của một số trang phục của các vận động viên. Cầu thủ của hai đội đã trở lại sân và tiếp tục thi đấu. Không hiểu ý nhau. Điểm bóng cho đội trưởng Mỹ Lộc. Điểm Mỹ Lộc. Phát bóng không qua lưới, điểm Thái Thành. Đánh bóng không qua lưới, điểm Thái Thành. Điểm Thái Thành. Đập bóng chơi qua lưới, điểm Thái Thành. Bây giờ bảng tỷ số mình cũng không biết là bao nhiêu, nhưng mà đội Thái Thành đã ghi trước đội Mỹ Lộc 3 quả liền. Đập bóng không qua lưới, điểm đội Mỹ Lộc. Bước một tốt. Đánh bóng ra ngoài, điểm Thái Thành. Phát bóng không qua lưới, điểm Mỹ Lộc. Bò nhỏ rất thông minh. Điểm Thái Thành. Như về set thứ nhất này, đội trường tiểu học và trung học cơ sở Thái Thành đã dẫn đội trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Lộc với tỷ số 1-0. Hai đội đổi sân và chúng ta chuẩn bị sang set thứ hai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mời các bạn quay trở lại set thứ hai trong khuôn khổ giải bóng truyền nam trung học cơ sở giữa trường tiểu học và trung học cơ sở Mỹ Lộc với trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thái Thành. Điểm Thái Thành 2-0. Bò nhỏ thông minh, điểm Thái Thành 3-0. Phát bóng ra ngoài, đổi phát bóng 1-3. Đập bóng tốt, điểm Thái Thành 4-2. Đập bóng ra ngoài, điểm Mỹ Lộc 3-4. Hai đội hội ý. Mỹ Lộc phát bóng 3-4. Đá bóng ra ngoài, điểm Thái Thành 5-3. Điểm Mỹ Lộc 4-5. Điểm Thái Thành 6-4. Đập bóng tốt, điểm Thái Thành, xin lỗi, điểm Mỹ Lộc 5-6. Thank you.
Nguyễn Lộc phát bóng 5-6. Phát bóng ra ngoài. Điểm Thái Thành 7-5. Đỡ bóng hỏng, điểm Thái Mỹ Lộc 6-7. Điểm Thái Thành 8-6. Bước 1 hỏng, điểm Thái Thành 9-6. Đánh bóng hỏng, điểm Thái Thành 16. Đánh bóng không qua lưới, điểm Thái Thành 11-6. Điểm Thái Thành 12-6. Đánh bóng không qua lưới, điểm Thái Thành 13-6. Bước 1 hỏng, điểm Mỹ Lộc 6-7-12. Điểm Thái Thành. Bóng trong sân. Điểm Mỹ Lộc 发光。Điểm Thái Thành. Đánh bóng chưa qua lưới, điểm Thái Thành. Thank you.
điểm Mỹ Lộc. Chắn bóng ra ngoài, điểm Mỹ Lộc. Xin lỗi, điểm Thái Thành, chắn bóng ra ngoài. Điểm Thái Thành. Đội Mỹ Lộc vừa rồi chắn bóng ra ngoài, điểm cho Thái Thành. Đội Mỹ Lộc đánh bóng ra ngoài, điểm Thái Thành. Bóng không qua lưới, điểm Thái Thành. Chắn bóng ra ngoài, điểm Thái Thành. Bóng chạm vạch giới hạn. Điểm Thái Thành. Điểm Thái Thành. Đánh bóng không qua lưới. Điểm Thái Thành. Như vậy xét thứ hai này, phần thắng đã thuộc về trường tiểu học và trung học cơ sở Thái Thành. Chung cuộc trường tiểu học và trung học cơ sở Thái Thành đã thắng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Mỹ Lộc với tỷ số 2-0. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.